Queen, Bắc Hà Sù, trắng. Lần này đã đẻ được 7 đứa giống lần thứ hai, nhưng mà lần này thì không bị rơi rụng đứa nào. Đây, đều tăm tắp, cực kỳ xinh luôn. Cún con thì rất là đều con, trắng muốt luôn. Đó, Queen thì kinh nghiệm chăm con rồi. Cái lứa lần trước nữa, cách đây 1 năm là đẻ được 6 con, đẻ được 7 con. Lót ổ mất 1, còn 6 thì giữ lại 4 con cái đó. 4 con cái mới quay video đó. Mọi người mới xem video đấy là 4 con cái mà anh là những cái con chị của cái đàn cún con này cùng mẹ. Cái đàn cún con này thì con bố là con lau, cũng ở trong cái video là con lau đó. Con lau bây giờ là cho ghép với này mấy con chị cùng mẹ của cái đàn này cách đây 1 năm. Cún con thì 7 con là có 2 con đực, còn lại là cún cái. Queen thì cực kỳ xinh gái luôn. Tính ra là Queen bây giờ là mới được 2 tuổi rưỡi, 2 tuổi rưỡi 3 tuổi gì đấy. Phải xem lại cái video lúc đón Queen về là lúc đón về là Queen được 10 tháng, tròn 10 tháng đấy. Nhìn lông của con chó con với lông của con chó mẹ nó đã là cái bộ lông trắng muốt rồi nhá. Nhưng mà con chó con nó mới sinh ra thì cái lông của nó sạch hơn, nhìn nó còn trắng hơn. Khi nào mà con chó mẹ mà tắm xong thì lúc đấy thì mới trắng được như là cái kiểu lông của con chó con bây giờ. Hoặc là những cái điểm này này, thực ra cái video là quay nhìn ở trong video nó sẽ không thể hiện được rõ nét đâu. Như đấy, con chó con nó mới đẻ ra là nó trắng muốt hết 1 loạt tất cả luôn. Và chó con là dáng là sẽ là cái dáng chó là to con. Chó con đẻ ra cao dài đó, 7 con. Con chó con to hơn chân của con chó mẹ luôn. 3-4 lạng một con, 4 lạng một con. Đây, nói cái tai con Bắc Hà này. Có nhiều người thì hỏi, lại có người ngày hôm qua lại có người hỏi mình là tìm cái con sù tay dựng. Con sù bảo là muốn tìm nuôi con sù tay dựng. Thì mình không có. Đây, cái con Bắc Hà mà bắt ở trên bản là cái tai nó như thế này. Bắt ở trên bản là coi như mình bắt 3 con ở trên bản là cái tai nó đều như thế này. Tai nó là tai cụp, hướng cụp. Nhưng mà nó cái gốc tai nó hơi bênh này, chứ nó không cụp hẳn. Đó. Nhưng đây nó không thể là gọi là tai dựng được. Đây nó là tai cụp nha, nhìn cái gốc tai mép này, chỗ này này. Là nó cụp này. Đó. Còn bản thân là con của bọn này khi mà nuôi ở trại được nuôi đủ dinh dưỡng thì cái đời con của nó thì nó lại cụp hẳn xuống như thế này. Còn tất nhiên là cái tai nó vẫn có một cái độ linh động của cái tai, nhưng mà cái tai nó cụp hẳn xuống như này chứ nó không bênh. Là cái sự khác biệt của nó là khi là nó nuôi đủ dinh dưỡng và khi nó nuôi thiếu dinh dưỡng. Ở trên bản thì con chó nó nuôi là thiếu dinh dưỡng nên là cái tai nó phát triển là nó như thế này, còn ở mình là tai nó cụp đó. Thành ra là về cái tai là có nhiều người cứ thấy tai nó bênh là bảo là con chó này là lỗi với lại con chó này là không thuần với lại này kia. Cái đấy là một cái sai lầm. Cái chế độ dinh dưỡng nó ảnh hưởng rất là nhiều. Nếu mà mọi người mà hay theo dõi những cái video của mấy cái bạn mà các bạn ấy săn chó bản ấy, thì mọi người sẽ thấy là hầu hết những con chó rất là đẹp mà mấy cái anh em đó gặp được ở trong những cái bản sâu, tức là bản sâu nhá, là bản thật đấy, thì tai của nó đều bênh. Tai nó đều bênh như tai con Queen này này. Nó bênh như là mấy cái con mình mua ở trên bản về. Chứ nếu mà ở trong bản thì mọi người gần như mọi người không gặp được cái con tai cụp hẳn. Còn những con tai cụp là mọi người sẽ gặp ở những cái khu vực ở bên ngoài, tức là không phải ở trong bản sâu. Như kiểu là thị trấn hay là
kiểu gọi là trang trại thì được, nó được nuôi đầy đủ thì tai nó mới cụp. Còn bình thường là tai nó sẽ bênh như này, đây đúng dáng tai này, đó cái này là gọi là tai bênh. Cụp lửng cũng không phải là cụp lửng vì nó cụp ở gốc tai, cái gốc tai của nó là gốc tai cụp. Đó, nhìn cái dáng tai này, đó, nhìn từ ở bên trên đầu này, đó là cái tai của con chó trên bàn. Và cái thực tế là nó đã có cái thực tế là gì, là có một cái thực tế là đời con của những con chó bản này thì là bốn con của nó mà mình giữ lại ở lứa đầu, ở cái lứa cách đây 1 năm, không phải lứa đầu, thì tai nó đều cụp như cái video mọi người đã xem. Chó con của cái đàn này thì chắc chắn là về sau sẽ là những cái con chó khum rất là to, người nó dài. À đây con đực, đây đàn có 2 con đực thôi, nhấc một con đực ra cho mọi người xem. À, người nó cao dài, cái chân nó dài, người cao chân dài. Chó mẹ thì chăm con thì rất là khéo, nhưng 7 con này thì chăm cũng gọi là hơi vất vả một tí, sẽ phải bồi dưỡng thêm, sẽ phải bồi dưỡng. Như vậy là đợt này là có 2 đàn sù trắng, một đàn của con và một đàn con mẹ. Đàn con thì có 5 con, 3 con cái, 2 con đực, thì 2 con cái có chủ rồi, còn 1 con cái của cái đàn đấy là sẽ giữ lại, còn 2 con đực thì tìm chủ, vẫn đang tìm chủ cho 2 con đực của đàn con. Sắp được bắt, chờ tiêm xong 2 mũi vaccine là mọi người sẽ bắt, sẽ đón chó. Và cái đàn này 5 con cái và 2 con đực, đàn này thì sẽ còn lâu. Bắt sớm nhất thì con chó nó cũng phải khoảng tầm 50 ngày thì mới đón chó được. Còn nếu mà theo như lịch trình bình thường thì con chó khoảng tầm 65 ngày thì đón chó, tiêm xong 2 mũi vaccine. Đó, nhưng mọi người vẫn có thể đón sớm được rồi về tiêm mũi 2. An toàn, không có vấn đề gì cả. Đó. Cái bộ gen của mấy cái con Bắc Hà trắng là như thế, là đều là tuyệt vời hết. Có thể thấy được là cái bộ gen của những cái con chó bản mà mình bắt về là cực kỳ là chuẩn mực, tuyệt vời. Khi mà tất cả nó đẻ ra là 100% là chó trắng, bố trắng mẹ trắng ghép với nhau ra 100% chó trắng và đều rất đẹp. Đó, thì mọi người mà thích nuôi con sù trắng này thì mọi người có thể chờ ở cái đàn này, chờ cái đàn này để đón chó con. Bắc Hà thì nó ở sạch, nó ở rất là sạch, chăm con thì khéo. Đó, như mọi người thấy con mẹ nó di chuyển, nó đứng dậy để nó đảo bên nằm cho nó đỡ mỏi, và cũng là đảo bên ti cho con nó ti, mà nó có không đè vào một con chó con nào luôn. Ok, cái đàn cún con này mình sẽ có những cái video, thêm những cái video để mà mọi người quan tâm thì mọi người theo dõi. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Chăm con cực khéo luôn. Đó. Nằm nghiêng ra để cho con ti được tất cả các ti. Ok, xin chào mọi người và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.